Thưa quý vị, thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh huyện Hòa Vang đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, gắn với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống hội viên. Mô hình phát triển kinh tế rừng của hội cựu chiến binh xã Hòa Sơn là một điển hình. Phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết đại hội hội cựu chiến binh xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang đã đề ra trong nhiệm kỳ này. Trong đó, hội cựu chiến binh xã khuyến khích vận động hội viên học hỏi thêm kinh nghiệm, kỹ thuật để phát triển các mô hình cây rừng có giá trị kinh tế cao, phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ các giống cây trồng theo thời vụ cho hội viên. Đến nay, các mô hình về kinh tế rừng trên địa bàn xã đã giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục lao động cựu chiến binh, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Hồi trước đó là nói chung là chi hội làm, nói chung là anh em trong chi hội bỏ tiền ra để trồng cây, để mua cây về trồng, nói chung là trước mắt để tạo điều kiện cho anh em cựu chiến binh trong Phú Thượng để có công ăn việc làm và phát triển kinh nền kinh tế cho chi hội. Trong cái kinh tế của nhân dân Hòa Sơn thì với cái xu hướng phát triển chung của đất nước, của thành phố, của huyện cũng như của xã thì bà con nhân dân vẫn còn một bộ phận làm cái kinh tế nông nghiệp kết hợp với kinh tế rừng, và những cái chưa được phát động cái phong trào trồng rừng phủ xanh đất trống đầu nối trạp cũng như phát triển kinh tế, nó mang một cái ý nghĩa rất là sâu sắc để góp phần để cho chi hội có điều kiện có cái nguồn quỹ để chăm lo cái đời sống cho cán bộ hội viên của chi hội nó ngày một cái tốt hơn. Mới đây, hội cựu chiến binh xã Hòa Sơn cũng đã tiếp nhận và ra quân phát động trồng 7.000 cây keo tay tượng tại rừng tập thể của chi hội cựu chiến binh thôn Phú Thượng. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch số 82 của hội cựu chiến binh huyện Hòa Vang về tổ chức tiếp nhận và phân bổ hơn 157.000 cây xanh do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố hỗ trợ. Qua đó, động viên các cựu chiến binh tích cực tham gia trồng cây, bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế địa phương. Từ khi trồng, trong cái công tác là chăm sóc đến khai thác rừng trồng, rồi sau đó là khi khai thác xong là tiến hành chi hội cũng sẽ tiến hành trồng lại cái rừng mới, và trong quá trình trồng và cái rừng xong thì chi hội xã đã có thường xuyên chỉ đạo chi hội có cái kiểm tra chăm sóc thường xuyên, và từ đó nó góp phần giữ được cái rừng, nó đảm bảo được cái số lượng nó cây trồng được sống gần như tỷ lệ gần 100%. Thời gian tới, hội cựu chiến binh xã Hòa Sơn tiếp tục khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế rừng, nhất là tập trung mở rộng và phát triển chương trình vay vốn từ nguồn quỹ trồng rừng thường niên, góp phần bảo vệ rừng gắn với nâng cao thu nhập đời sống cho hội viên cựu chiến binh trên địa bàn.